Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Những thách thức lớn nào đang đợi quyền Bộ trưởng Bộ Y tế? Quý vị thân mến, không ai trả lời được câu hỏi một Bộ trưởng Bộ Y tế như thế nào là tốt nhất, bởi câu trả lời phụ thuộc vào việc người đó là ai và làm việc như thế nào. Sự kiện bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, vẫn đang làm nóng khắp các diễn đàn thông tấn xã hội. Tất thảy dư luận xã hội quan tâm sâu sắc một phần vì cả 14 đời Bộ trưởng Y tế trước đây đều là chuyên gia y tế, nhưng lần này bà Đào Hồng Lan như một ngoại lệ. Với cách lựa chọn khác trước, chúng ta đều hy vọng sẽ đi kèm với sự thay đổi tư duy, điều hành Bộ Y tế, khi đã có điều kiện tiên quyết là bộ máy giúp việc với những thứ trưởng, các hội đồng chuyên môn hoặc đơn vị cấp dưới, quyền Bộ trưởng nên tập trung vào các vấn đề chính sách thay vì giải quyết sự vụ. Về lý thuyết có vẻ rất dễ thực hiện, nhưng thực tế hiện nay ngành y tế đang rối như tơ vò, như một mớ bỏng bong, đòi hỏi người đứng đầu ngành y tế cũng như các cơ quan ban ngành phải vào cuộc tìm giải pháp tháo gỡ. Theo đó, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phải đối mặt khá nhiều với khó khăn, trong đó có không ít khó khăn tồn đọng từ trước và vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời do vướng mắc cơ chế hoặc chưa có hành lang pháp lý để giải quyết hiệu quả. Đầu tiên phải nói đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe cấp cơ sở. Bài toán nan giải này ở đời bộ trưởng nào cũng gặp nhưng chưa giải quyết ổn thỏa. Sau 2 năm, Covid-19 càng làm cho bài toán khó giải hơn, khi đầu năm nay ở nhiều địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, hàng loạt bác sĩ và nhân viên y tế nghỉ việc, gánh nặng trên lưng những người trụ lại càng nặng thêm. Điều đáng buồn là đất nước có hệ thống và tổ chức mạng lưới y tế cơ sở với quy mô hàng đầu thế giới, trạm y tế được tổ chức đến tận các xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, với đội ngũ nhân viên y tế vừa thiếu, vừa yếu, các trạm y tế đã không phát huy được chức năng chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Hệ lụy dẫn đến tình trạng vượt tuyến, gây áp lực cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên. Thứ hai, khó khăn liên quan đến tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Hơn một năm nay, tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ngày càng phổ biến ở các bệnh viện trong cả nước, đặc biệt là các bệnh viện công. Nguyên nhân quan trọng một phần đến từ sự gián đoạn giao thương do dịch bệnh. Các đối tác cung ứng quốc tế có khó khăn riêng, giá thành tăng. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp, địa phương, bệnh viện xuất hiện tâm lý e ngại, sợ mắc lỗi nên lúng túng, chậm trễ đấu thầu. Thứ ba, công tác khám chữa bệnh còn có nhiều bất cập, bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập. Thực tế cho thấy công tác khám chữa bệnh còn nhiều bất cập, bảo hiểm y tế và các chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân chưa được triển khai tốt ở một số địa phương, đặc biệt trong và sau thời gian dịch Covid-19. Chính vì vậy, trong thời gian tới, yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hàng loạt các luật liên quan đến ngành y tế như Luật khám chữa bệnh, Luật bảo hiểm y tế, Luật phòng chống dịch và cả những luật khác có liên quan như Luật giá, Luật đấu thầu, Luật tài sản công đang là vấn đề nóng. Chưa kể một số nghị định, thông tư có liên quan, đặc biệt là những vấn đề như xã hội hóa, tự chủ bệnh viện cũng cần được quan tâm, đặc biệt lúc này. Thứ tư, tư tưởng chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19. Một khó khăn nữa cũng đặt ra đối với ngành y tế hiện nay, đó là công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà khoa học nhận định, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp và nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới nên chúng ta không lơ là chủ quan được. Ông Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, người dân vẫn phải thực hiện tốt dự phòng, hạn chế tính chủ quan, phải thực hiện việc tiêm vaccine đầy đủ để phòng chống dịch bệnh. Việc tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 là cần thiết vì sau một thời gian tiêm vaccine, miễn dịch giảm đi, hiệu quả vaccine cũng giảm theo thời gian, do đó tiêm mũi bổ sung sẽ tăng miễn dịch. Có thể thấy bà Đào Hồng Lan nhận chức giữa rất nhiều bộn bề, hy vọng quyền Bộ trưởng Y tế sẽ vượt bão thành công. Tất thảy đều chung một kỳ vọng là dưới sự quản lý, điều hành của bà, ngành y tế nước nhà sẽ từng bước khắc phục được các khó khăn tồn đọng. Đặc biệt, hệ thống y tế sẽ phát triển vững chắc trước bối cảnh Covid-19 đang đe dọa quay lại. Dịch sốt xuất huyết xuất hiện và làn sóng hậu Covid-19 đang gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Có lẽ chìa khóa giúp quyền Bộ trưởng thành công trước hết là xây dựng được bộ máy, ban cố vấn xung quanh mình giỏi, bản lĩnh và trong sạch. Họ phải được giao đúng việc, phù hợp năng lực và sở trường,
được tin tưởng tham vấn trong các quyết định chuyên môn. Khi hình thành được đầu tàu ổn định, cả hệ thống sẽ sớm vận hành lại. Các đơn vị mua kit test Việt Á tại Nghệ An không phát hiện sai phạm. Kính thưa quý vị, qua thanh tra các đơn vị tại Nghệ An liên quan tới vụ mua sắm kit test của công ty Việt Á không phát hiện sai phạm. Ngày 18 tháng 7 tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Lao động, ông Tô Hiền Đệ, Phó Tránh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết luận thanh kiểm tra các đơn vị trên địa bàn liên quan đến việc mua sắm kit test của công ty Việt Á, thanh tra chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các trung tâm y tế và các bệnh viện đa khoa, nhóm thứ hai là thanh tra tại các bệnh viện dã chiến. Đến nay, thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành kết luận số 21 ngày 23 tháng 5 2022 về nội dung nói trên. Kết quả thanh tra không phát hiện sai phạm, các đơn vị thực hiện đúng quy trình thủ tục, có một số sai sót không nhỏ đáng kể, ông Tô Hiền Đệ thông tin. Trước đó vào ngày 14 tháng 4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Lao động, ông Tô Hiền Đệ, Phó Tránh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 71 ngày 14 tháng 1, 2022, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức thanh tra, kiểm tra 26 đơn vị trên địa bàn liên quan đến mua sắm kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Đến nay đã thanh tra xong 12 đơn vị, 4 đơn vị đang được kiểm tra và 10 đơn vị sẽ tiếp tục được thanh tra, kiểm tra. Ngày 21 tháng 3, 2022, Thanh tra tỉnh đã báo cáo số 154 báo cáo sơ bộ lên Thanh tra Chính phủ, ông Tô Hiền Đệ nói. Liên quan đến vụ mua kit test của công ty Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Định, nguyên giám đốc CDC Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, nguyên kế toán trưởng CDC Nghệ An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công an Phú Yên điều tra các gói thầu mua sắm liên quan đến Việt Á. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khai mạc kỳ họp thứ 8. Dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài đến hết trưa ngày 20 tháng 7. Trong báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp thứ 5, thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên do Ủy ban Nhân dân tỉnh này gửi đến kỳ họp có nội dung, cử tri phường 3, thành phố Tuy Hòa bức xúc trước việc tỉnh mua 25.200 bộ test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á với mức giá không đồng bộ, giá lần 1 470.000 đồng một bộ, lần 2 367.500 đồng một bộ. Cử tri đề nghị kiểm tra và trả lời kết quả cho cử tri biết vì sao mức giá lại chênh lệch giữa hai lần mua. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ngày 23 tháng 6, 2021, Phú Yên phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, yếu tố dịch tễ phức tạp vì có liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở các chợ đầu mối của nhiều địa phương. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai đơn vị được phép triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mua sắm một số loại vật tư, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật mua 200 test đợt đầu tiên vào ngày 12 tháng 7, 2021 với mức giá là 470.000 đồng một test kit. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên mua 25.000 test với mức giá là 367.500 đồng một test kit trong tháng 10-2021. Đây là những mức giá thấp nhất trong báo giá của các nhà cung ứng tương ứng với từng thời điểm. Thực hiện đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 68/HGTTCP ngày 14 tháng 1, 2022, ngày 21 tháng 1, 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trong 2 năm 2020 và 2021 tại Sở Y tế tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Đến ngày 26 tháng 5, 2022, Thanh tra tỉnh ban hành kết luận thanh tra và công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định. Riêng đối với các gói thầu mua sắm của Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc liên quan đến công ty Việt Á, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra theo quy định. Sau khi có kết quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo kết quả cho Hội đồng Nhân dân tỉnh theo dõi giám sát. Nâng cao bảo mật đề thi. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an. Theo kết quả xác minh, hoàn toàn không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn. Với môn toán trong quá trình dự thi, có thí sinh đã dùng điện thoại để chụp gửi đề thi ra ngoài. Cụ thể, với đề thi môn ngữ văn, cơ quan chức năng khẳng định hoàn toàn không có việc lộ đề,
việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của 3 sinh viên thuộc một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh là quản trị mạng KaitoKit dựa trên phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với nhà trường và địa phương để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Còn đối với đề thi môn toán, theo cơ quan chức năng, hành vi tiết lộ đề thi môn toán trong thời gian thi của một thí sinh tại Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng trong lúc làm bài thi môn toán, thí sinh này đã sử dụng điện thoại chụp ảnh câu hỏi đề thi đăng lên mạng nhờ giải hộ, đã vi phạm quy chế thi. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc này không ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Trên cơ sở kết quả xác minh từ cơ quan chức năng của Bộ Công an, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành giáo dục tăng cường hơn nữa các biện pháp giáo dục, chấn chỉnh các cá nhân và tổ chức trong việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, xử lý nghiêm sai phạm trong thực hiện quy chế thi, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về công tác coi thi tại điểm thi có thí sinh vi phạm quy chế thi. Những ồn ào xung quanh việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn ngữ văn, toán hay bất kỳ môn thi nào khác cũng khiến thí sinh dự thi khó có thể an tâm. Trước đó, các giám thị coi thi cũng như thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi đều đã được tập huấn phổ biến rất kỹ về quy chế thi. Do đó, việc để thí sinh mang điện thoại hoặc các thiết bị số vào phòng thi ít nhiều cho thấy sự chủ quan lơ là trong khâu giám sát coi thi, đồng thời thể hiện hành vi cố tình vi phạm quy chế thi của thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Những sai sót, sự cố trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia các năm trước cũng đã từng khiến dư luận rất băn khoăn. Đơn cử như kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, Bộ Giáo dục Đào tạo thừa nhận có sự cố lọt đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán. Cụ thể, sự việc xảy ra do một thí sinh ở trường trung học phổ thông Lệ Thủy, Quảng Bình sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi và đăng lên. Khi ấy, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự cố đề thi toán không phải lộ đề mà là lọt đề. Lộ đề xảy ra khi chưa bóc đề thi và làm bài, còn lọt đề là đề thi bị lọt ra khi thí sinh đã làm bài. Lọt hay lộ đề thi, trách nhiệm thuộc về ai, ở khâu nào? Suy cho cùng đều nằm ở ý thức của con người. Theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo, để đảm bảo một kỳ thi thực sự nghiêm túc, khách quan, việc đầu tiên phải làm tốt về mặt quy trình, tức là quy trình chặt chẽ và quy định đủ kín kẽ, tránh hiện tượng lách luật. Tiếp đến, việc lựa chọn con người là yếu tố quyết định, bởi dù có chặt chẽ và kín kẽ đến đâu, nếu người thực thi nhiệm vụ thiếu tinh thần trách nhiệm, sai sót vẫn có thể xảy ra. Tiêu chuẩn tại điểm D thường áp dụng với giáo viên, có quy định để được tặng bằng khen của bộ, ngành, tỉnh phải có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả. Người viết cho rằng những điểm mới về thi đua khen thưởng trong luật thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1/2024, trong đó không còn quy định bắt buộc giáo viên phải có sáng kiến để đạt danh hiệu thi đua. Khen thưởng là điều rất đáng hoan nghênh, điều mà giáo viên chờ đợi trong một thời gian dài này sắp trở thành hiện thực. Người viết chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã lắng nghe ý kiến nhân dân khi ban hành luật thi đua khen thưởng mới hoàn toàn phù hợp, đáp ứng mong mỏi của người lao động.